dàn diễn viên cùng đạo diễn phim điện ảnh Em Gái Mưa vừa có buổi giao lưu với khán giả và công bố thông tin về bộ phim tại thành phố Hồ Chí Minh. Em Gái Mưa là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Kawaii Nguyễn Tuấn Anh, được phát triển dựa trên MV cùng tên. Phim kể về tình yêu trong sáng của học trò Hà Vi với thầy giáo Minh Vũ, cùng những câu chuyện vui buồn nơi mái trường những năm 2000. Phim có sự tham gia của các diễn viên Mai Tài Phến, Phương Anh Đào, Việt Hương, dự kiến khởi chiếu từ ngày 1 tháng 6. Đoàn làm phim 11 niềm hy vọng vừa có buổi ra mắt hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo nghệ sĩ trong showbiz đến chúc mừng. Đặc biệt là sự có mặt của danh thủ Lê Huỳnh Đức. Tập luyện tới đây, tất cả các em phải nỗ lực hết sức. Trước đó, bộ phim đã gây tò mò cho khán giả với các đoạn teaser lẫn trailer lấy bối cảnh giả định tại một thành phố biển năng động ở Việt Nam, nơi diễn ra giải đấu bóng đá uy tín giữa các nước trong khu vực. Câu chuyện 11 niềm hy vọng là cuộc hành trình đi tìm chính mình của Phong, một cầu thủ dự bị luôn mang trong mình tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 11 tháng 5. Ngay khi ca khúc Ngắm Hoa Lệ Rơi tạo cơn sốt trên mạng xã hội, Châu Khải Phong cùng ekip đã nhanh chóng thực hiện phim ngắn cùng tên. Sản phẩm được đầu tư mạnh tay về mặt nội dung lẫn hình ảnh. Phim ca nhạc Ngắm Hoa Lệ Rơi được xem là hiện tượng âm nhạc của làng giải trí nửa đầu 2018, góp phần đưa tên tuổi Châu Khải Phong đến gần hơn với khán giả. Gần một tuần ra mắt, sản phẩm đạt gần 6 triệu lượt xem, đang là top 2 trending YouTube. Thưa quý vị, danh ca Hương Lan vừa có buổi chia sẻ về live show lớn nhất trong cuộc đời ca hát của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Live show mang tên Hương Lan Một Đời Sân Khấu diễn ra ngày 2 tháng 6 tại nhà hát Hòa Bình, quy tụ những nghệ sĩ thân thiết của bà trong làng nhạc Việt. Nữ danh ca thể hiện tất cả tinh hoa trong sự nghiệp hơn 50 năm ca hát của mình, từ chiếc nôi cải lương cho đến dân ca, tân nhạc. Đây cũng là dịp để Hương Lan tri ân cha, nghệ sĩ nhân dân Hữu Phước nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương.